Trong khuôn khổ ngày hội kết nối thương hiệu sử dụng sản phẩm trong ngành của khối các cơ quan trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày 30 tháng 8 năm 2024, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tọa đàm giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc kết nối thương hiệu sử dụng sản phẩm trong ngành của khối các cơ quan trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại tọa đàm, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trực thuộc khối đã trình bày các bài tham luận về các giải pháp thiết thực nhằm tăng cường kết nối thương hiệu sản phẩm trong ngành của khối các cơ quan trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây được xem là hệ sinh thái thiết thực để đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Với các đơn vị, việc hợp tác sử dụng các sản phẩm trong hệ sinh thái sẽ mang đến những giá trị thiết thực như tăng doanh thu, giảm chi phí, sử dụng những sản phẩm chất lượng, từ đó hướng tới phát triển nền kinh tế bền vững tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Theo tôi đánh giá thì cái buổi tọa đàm hôm nay rất là thành công. Được sự tham gia của các nhóm đề tài, của các cá nhân đề tài, và qua các đề tài cũng phát lên được những cái thuận lợi hiện nay, những cái khó khăn trong cái việc phát triển doanh nghiệp, và đặc biệt hơn là các doanh nghiệp cũng đề ra những cái giải pháp và có những cái đề xuất, những cái giải pháp cho đảng ủy khối cũng như là các đơn vị để làm sao có tìm những cái phương hướng, cái cách làm và đưa doanh nghiệp, đưa các đơn vị sẽ phát triển. Và thông qua cái tọa đàm này thì chúng tôi cũng học các doanh nghiệp, học cái cách lãnh đạo, học cái cách lãnh chỉ đạo của các đơn vị. Và đặc biệt là qua cái tọa đàm này, chúng tôi cũng sẽ nhắn nhủ đến các cấp ủy sẽ luôn tìm những giải pháp và luôn có những cái nghị quyết đúng đắn để giúp cho đơn vị phát triển ngày một tốt hơn. Để tăng mức độ hiệu quả trong hoạt động kết nối và hợp tác, đồng thời thực hiện chủ trương chuyển đổi số, Đảng ủy khối đã phối hợp cùng cấp ủy lãnh đạo công ty cổ phần Viettronics Tân Bình thiết lập trang tin điện tử Diễn đàn Kết nối Phát triển. Qua trang tin điện tử này, các đơn vị có thể dễ dàng tìm hiểu về thông tin của các đơn vị trực thuộc khối, từ đó gia tăng tính thuận lợi nhanh chóng cho quá trình kết nối. Trang tin này cũng mở rộng phạm vi kết nối đến các đơn vị không trực thuộc khối, từ đó tạo cơ hội mở rộng thị trường, phát triển doanh nghiệp trong khối nói riêng và của cả thị trường nói chung. Đánh dấu hiệu quả thiết thực trong buổi tọa đàm, 4 đơn vị đầu tiên đã trực tiếp ký kết phối hợp kết nối sử dụng dịch vụ sản phẩm trong ngành, bao gồm công ty cổ phần Viettronics Tân Bình, chi nhánh hóa dầu Sài Gòn, tổng công ty hóa dầu Petrolimex CTCP, trường đại học kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh và trung tâm kinh doanh VNPT thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh tổng công ty dịch vụ viễn thông. Đây là một cái cơ hội để kết nối của công ty sử dụng các sản phẩm của nhau, đồng thời là tạo sự phát triển cho cái hệ sinh thái kéo dài trong thời gian sắp tới. Những cái hợp tác này mang tính là nhiều bên cùng có lợi, tức là sẽ chia sẻ cái lợi nhuận sử dụng sản phẩm qua lại, mà không chỉ sử dụng sản phẩm qua lại, mà như theo đồng chí Lê Minh Trung đã có cái bình luận là các doanh nghiệp trong đảng ủy khối là cánh chim đầu đàn để phát triển cái chuỗi giá trị trong cái thời gian sắp tới, đó là cái định hướng sắp tới của Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh. Tọa đàm là một trong những hoạt động thuộc ngày hội kết nối thương hiệu sử dụng sản phẩm trong ngành của khối các cơ quan trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. Ngày hội được tổ chức liên tiếp từ ngày 29 đến 31 tháng 8 năm 2024 với nhiều nội dung hấp dẫn. Thưa quý vị, với hơn 6,7 tỷ lượt truy cập chỉ trong vòng hơn một năm, trang web Fmovies đã trở thành một ông trùm trong lĩnh vực phát trực tuyến phim vi phạm bản quyền. Hay nói đơn giản, đây là một đường dây phim lậu lớn nhất thế giới. Theo thông tin từ Variety, Liên minh sáng tạo và giải trí tức ACE bao gồm các tên tuổi lớn như Netflix, Apple TV Plus, Amazon và The Walt Disney Studios đã phối hợp với Công an Hà Nội để vô hiệu hóa Fmovies cùng hàng chục trang web vi phạm bản quyền liên quan. Thậm chí, theo The Hollywood Reporter, hai người đàn ông Việt Nam đã bị Công an Hà Nội bắt giữ vì có liên quan đến hoạt động của Fmovies. Đây không chỉ là một vụ bắt giữ đơn thuần mà còn là một dấu mốc quan trọng trong cuộc chiến chống lại nạn vi phạm bản quyền toàn cầu. Theo số liệu từ công ty phân tích dữ liệu SimilarWeb, Fmovies từng là trang web phổ biến thứ 11 trên thế giới trong danh mục TV, phim và phát trực tuyến. Với hơn 60 tên miền liên quan, Fmovies đã tạo nên một hệ thống phức tạp để người dùng có thể xem phim và chương trình truyền hình miễn phí, bao gồm cả những tác phẩm mới nhất từ các nền điện ảnh hàng đầu thế giới. Ông Charles Ripkin, Chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh Mỹ, tức MPA, đã bày tỏ sự lạc quan khi triệt phá được đường dây phim lậu quy mô lớn này. Ông Ripkin nhấn mạnh rằng, ngoài ngày nay, Hiệp hội Điện ảnh Mỹ truy tận gốc nạn vi phạm bản quyền,
Việc gỡ bỏ F Movies là một chiến thắng lớn cho dàn diễn viên, biên kịch, đạo diễn và cộng đồng sáng tạo toàn cầu. Tuy nhiên, việc truy cập vào các trang web vi phạm bản quyền không chỉ đơn thuần là hành vi sai trái mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dùng. Ông Charles Ripkin cho biết, nhiều người truy cập vào các trang web như F Movies thậm chí không nhận ra mình đang vi phạm pháp luật vì giao diện của chúng quá chuyên nghiệp và đẹp mắt, giống như Netflix. Không chỉ ở Mỹ, nhiều quốc gia khác cũng đang nỗ lực chống lại các hoạt động vi phạm bản quyền. Variety cũng dẫn lời bà Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam, tức VFDA, cho rằng việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là yếu tố quan trọng cho sự thành công của ngành điện ảnh. Bà hoan nghênh mạnh mẽ những nỗ lực của ACE và các cơ quan chức năng Việt Nam trong việc đấu tranh chống lại các hoạt động vi phạm nghiêm trọng này. Vâng, thưa quý vị, việc triệt phá F-Movies được đánh giá là một chiến thắng lớn trong cuộc chiến chống lại nạn vi phạm bản quyền, không chỉ bảo vệ quyền lợi của các nhà sáng tạo mà còn đảm bảo an toàn cho hàng triệu người tiêu dùng trên toàn thế giới. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về vụ việc này trong các bản tin tiếp theo. Tình trạng những bó cáp viễn thông dây điện chằng chịt chạy qua đường tàu như thế này không phải là hiếm gặp ở thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây, tại đoạn giao với đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra sự cố tàu SE7 vướng bó cáp viễn thông vào tối 26 tháng 8 năm 2024. Sự cố gây ùn tắc nghiêm trọng cho tuyến đường này. Thì bây giờ đây nói trắng đây giữa đường thì mình cũng phải dân đây cũng phải chịu thôi. Thì nếu mà người nào kiếm đường khác mà đúng đúng giờ cao điểm thì cũng hơi kẹt, mà rồi xong rồi mà bên nói vậy xuống giải quyết xong rồi cũng đi bình thường em. Không chỉ ở đoạn đường này, tình trạng dây cáp viễn thông, dây điện chằng chịt như mạng nhện có ở rất nhiều con đường ở thành phố Hồ Chí Minh. Điều này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ như cháy nổ, tai nạn. Bây giờ như có lẽ là để khắc phục lại đó, thành chắc có lẽ làm cáp ngầm chứ đâu có để trên nó trên đường dây, nó nguy hiểm quá. Ở đây anh thấy nó vậy là nguy hiểm. Mới đây, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố ngày 29 tháng 8 năm 2024, ông Nguyễn Phương Duy, Phó trưởng phòng quản lý năng lượng thuộc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin liên quan đến việc ngầm hóa hệ thống lưới điện trên địa bàn thành phố. Theo ông Nguyễn Duy Phương, thời gian qua, Sở Công Thương phối hợp ngành điện và viễn thông tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiều giải pháp khắc phục tình trạng lưới điện và cáp viễn thông gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Về giải pháp trước mắt, ngành điện phối hợp đơn vị viễn thông chỉnh trang, làm gọn dây thông tin tại các tuyến phố, xử lý những điểm mất an toàn. Về lâu dài, thành phố Hồ Chí Minh ngầm hóa đồng bộ hệ thống cáp điện lực và cáp viễn thông nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao độ tin cậy trong quá trình quản lý vận hành, góp phần chỉnh trang, cải thiện mỹ quan đô thị. Thì đương nhiên cái việc mà ngầm hóa này thì chúng ta sẽ phải tốn rất là nhiều nguồn lực, thì chúng ta sẽ phải thực hiện theo cái từng bước một, theo qua nhiều giai đoạn. Thì đây là một cái giải pháp mà lâu dài, thì thành phố cũng đã ban hành rất là nhiều cái đề án kế hoạch ngầm hóa, và thực tế là ngành điện thời gian vừa qua đã triển khai rất nhiều, đặc biệt những khu vực trung tâm. Ông Duy cho biết công tác ngầm hóa lưới điện được thành phố Hồ Chí Minh thực hiện từ năm 2010 đến nay. Cụ thể, mục tiêu ngầm hóa lưới điện trung thế đạt tỷ lệ 50-60%, các quận nội thành đạt 80-90%, riêng các quận nhất 3, 5 đạt gần 100%. Lưới điện hạ thế đạt tỷ lệ 35-40%, trong đó khu vực trung tâm đạt 80%. Tính đến tháng 8 năm 2024, tỷ lệ ngầm hóa lưới điện trung thế đạt 47%, trong đó các quận nội thành đạt 79%, riêng các quận nhất 3, 5 đạt tỷ lệ 99%. Còn lưới điện hạ thế đã ngầm hóa hơn 20%, khu vực trung tâm thành phố hơn 71%. Đại diện Sở Công Thương cho biết, hệ thống cáp điện lực và cáp viễn thông là tài sản thuộc sở hữu của ngành điện và ngành viễn thông, do các đơn vị này quản lý vận hành nên phải thường xuyên kiểm tra để đảm bảo an toàn. Trường hợp xảy ra sự cố thì các đơn vị này phối hợp cơ quan chức năng để nhanh chóng khắc phục, giải quyết hậu quả. Đối với khu vực đường ray xe lửa, ông Duy nhận định yếu tố quan trọng nhất là không gian ngầm hóa. Theo ghi nhận của Sở Công Thương, lưới điện khu vực đường ray không nhiều, chủ yếu ở vị trí giao nhau giữa đường ray xe lửa với các tuyến đường. Việc ngầm hóa sẽ thực hiện theo lộ trình của thành phố.